những năm tháng ấy mình đã đi qua, những đôi mắt ấy nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, đời đổi thay thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời, dẫu gian khó dẫu phong ba hiên ngang bước sóng gió sẽ. Sân khấu thì rất gần các thầy các cô, cho nên là có nghe các thầy các cô tâm sự như thế này: niên khóa 1998-2001 chúng nó vẫn như 20 năm về trước, cứ ngồi vào trong lớp là nói chuyện rào 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 rào. Hôm nay mà có sổ có bài thì kiểu gì cũng tốn vài chục anh vào trong sổ. Các bạn có đồng ý không? Thank you.
Xin được cảm ơn các em học sinh trường Trung học phổ thông Phủ Sự đã mở đầu cho chương trình hội khóa của chúng ta bằng một tiết mục mang đậm truyền thống tôn sư trọng đạo. Sau đây, xin kính mời các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn chúng ta cùng đứng dậy để làm lễ chào cờ. Hôm nay em Hoài Thương đến từ lớp A6, em Hồng Nhung đến từ lớp A3. Xin được trân trọng gửi tới quý vị đại biểu, các quý các thầy giáo, cô giáo và các bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Chúc cho buổi gặp mặt hội khóa ngày hôm nay thành công rực rỡ. Kính thưa các thầy cô giáo và tất cả các bạn, mở đầu bài thơ Chiếc lá đầu tiên, một trong những bài thơ hay nhất về lứa tuổi học trò, nhà thơ Hoàng Nhận Cầm đã viết: Em thấy không, tất cả đã xa rồi, trong tiếng thở của thời gian rất khẽ, tuổi thơ kia ra đi cao ngạo quá, hoa sướng tím vàng trong bức lắng che đen. Và ở tuổi thơ ấy, chúng ta đã được nuôi dưỡng, trưởng thành trong sự chăm lo của cha mẹ, trong tình yêu thương dạy dỗ của thầy cô. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, để rồi hôm nay gặp lại sau 20 năm, muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu, bài hát đầu xin hát về trường cũ, một lớp học bâng quâng màu xanh dù, sân trường đêm rụng xuống trái vàng đêm. Kính thưa các thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn, thầm thoát đã 20 năm, cựu học sinh khóa 1998-2001 đã tạm biệt mái trường phổ thông trung học Phụ Sự thân yêu, chia tay các thầy cô, chia tay các bạn bè của một thời áo trắng để vững vàng bước vào đời. Kính thưa các thầy cô, và dù bất cứ ở nơi đâu, dù có trải qua những thăng trầm của cuộc sống, chúng em vẫn luôn hướng về trường xưa, bạn cũ, mái trường, thầy cô, tuổi học trò. Những hình ảnh ấy mãi luôn in đậm trong trái tim của chúng em. Vâng, và để thỏa niềm mong chờ của toàn thể cựu học sinh khóa 1998-2001, ngày hôm nay chúng ta cùng tổ chức buổi gặp mặt tri ân các thầy cô, ôn lại kỷ niệm thời học trò và thắt chặt hơn nữa tình cảm bạn bè đồng môn, cùng động viên giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc sức khỏe các thầy các cô và tất cả các bạn. Kính thưa các thầy các cô, thưa các bạn, về dự buổi gặp mặt hội khóa của chúng ta hôm nay, chúng em xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào mừng sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các thầy giáo, cô giáo và các bạn đã trở về dự hội khóa cùng với chúng em. Chúng em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các thầy cô, nguyên là ban giám hiệu khóa 1998-2001. Xin trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Huệ, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phụ Sự. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Phạm Văn Năng, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Dương, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các thầy cô là ban giám hiệu của các khóa học tiếp theo, nhà giáo ưu tú thầy Nguyễn Quang Hoàn, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông trung học Phụ Dực. Thầy Vũ Khắc Nhượng, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Cô Nguyễn Thị Liên, cô Nguyễn Thị Luyên, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường.
Em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban giám hiệu đương nhiệm của nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Duy Sử, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phô Dư. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Bùi Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Gia Nam, phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các thầy cô giáo từng dạy khóa 1998-2001, bộ môn công dân, thầy Bùi Tự Nhiên. Vâng, thầy Bùi Tự Nhiên là có mặt ở trường chúng ta. Bộ môn địa lý, cô Trần Anh Đào. Cô Bùi Thị Trạc. Bộ môn hóa học, thầy Nguyễn Ngọc Diện. Bùi Thị Thoa. Cô Bùi Thị Miên. Bộ môn kỹ thuật công nghiệp và nông nghiệp, em xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Vũ Khắc Nhu. Em xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Phương Mai. Ở bộ môn vật lý, em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Tú Động. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Hữu Đế, thầy Lưu Văn Bái. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Phái. Và em xin trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Di. Kính thưa các thầy cô giáo, là hôm nay chúng em trở về đây hội tụ gặp mặt để tri ân các thầy cô. Như em là một người công tác ở huyện cho nên là rất hay gặp các thầy cô. Còn có rất nhiều bạn ở từ những nơi phương xa trở về hôm nay rất muốn được thấy được sự hiện diện các thầy cô. Nên khi giới thiệu với tên thầy cô nào thì em kính mời các thầy cô sẽ đứng lên để các bạn cùng thấy được sự mạnh khỏe, sự quan tâm các thầy cô đối với khóa chúng em ạ. Em xin được trân trọng giới thiệu bộ môn sinh học. Xin được chào mừng cô Nguyễn Thị Phương. Bộ môn lịch sử, em xin được trân trọng giới thiệu cô Nguyễn Thị Ngân. Xin được giới thiệu cô Vũ Thị Thoan. Và em xin được giới thiệu cô Vũ Thị Thêu. Bộ môn tiếng Anh, em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Văn Ngọ. Em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Trần Thị Như. Em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Khánh. Em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Thị Diêu. Em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Nguyễn Thu Nga. Sau đây sẽ là sự xuất hiện của các thầy cô của bộ môn toán. Em xin được trân trọng giới thiệu thầy Trần Trí Linh. Em xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Sơn Đại. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Ngọc Hí. Và em xin được trân trọng giới thiệu thầy Đào Quang Thắng. Em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của cô Trần Hồng Liên. Em xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của thầy Nguyễn Danh Nghị. Em xin được trân trọng chào mừng sự hiện diện của cô Lại Thị Hiền. Thầy Nguyễn Đình Cuội. Xin được trân trọng giới thiệu thầy Nguyễn Văn Hiện. Em xin được trân trọng giới thiệu cô Vũ Thị Minh Luyến và thầy Lương Phú Chính. Bộ môn ngữ văn, em xin được trân trọng và nồng nhiệt chào mừng cô Phạm Thị Phan. Em xin được chào mừng cô Trần Thị Dân.
giáo cho các bạn. Tất cả những thầy giáo, cô giáo mà chúng em vừa trân trọng giới thiệu thì đều đã nhận lời tham dự hội khóa của chúng ta. Và đến thời điểm này đã có rất nhiều các thầy cô đã trở về với hội khóa của chúng ta. Vâng, xin được chào mừng cô Đặng Thị Thanh Mơ đã có mặt tại hội trường. Tham dự buổi gặp mặt hội khóa ngày hôm nay có đông đảo các bạn cựu học sinh của khóa 1998-2001 trường phổ thông trung học Phụ Dực. Một lần nữa đề nghị toàn thể các thầy cô giáo, các bạn cùng vỗ một tràng pháo tay thật lớn để nhiệt liệt chào mừng tất cả các thầy cô và các bạn ạ. Xin được hỏi các bạn A1 đâu ạ? Vâng, xin được chào các bạn A1. Các bạn A2 ngồi vị trí nào? Các bạn A3 đâu rồi? A4 ở đâu ạ? A5 chúng tôi muốn nhìn thấy các cánh tay của các bạn. Chào A6. Chào A7. A8 đâu ạ? A9 ạ? A10. Xin chào. Cô giáo, kính thưa các bạn, chính khóa của chúng ta với chủ đề mang yêu thương trở về đã vui mừng phấn khởi nhận được sự hiện diện của các thầy giáo, cô giáo và các bạn học sinh. Đặc biệt các vị đại biểu đã có hoa chúc mừng cho hội khóa. Sau đây em xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Trần Duy Sử, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phụ Dực lên tặng hoa chúc mừng hội khóa. Xin được trân trọng mời bạn Vũ Bá Học, lớp A7, tổ chức thay mặt hội khóa lên nhận hoa chúc mừng. Chúng em xin được trân trọng cảm ơn thầy giáo Trần Duy Sử, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phụ Dực. Vâng, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu và mời bạn Vũ Bá Học, lớp A7, trưởng ban tổ chức hội khóa, thay mặt cựu học sinh khóa 1998-2001 của trường phổ thông trung học Phụ Dực lên phát biểu và chào mừng tri ân các thầy cô. Xin kính mời bạn. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa quý vị đại biểu khách quý, thưa các bạn cựu học sinh khóa 1998-2001 trường Trung học phổ thông Phụ Dực thân mến, hôm nay trong niềm hân hoan, vui mừng phấn khởi, chen lẫn tự hào xúc động, hội cựu học sinh khóa 98-2001 tề tự về đây dưới mái trường Trung học phổ thông Phụ Dực thân yêu, nơi cách đây hơn 20 năm đã trở thành khởi điểm cho nghĩa tình thầy trò sâu sắc vững bền, cùng nhau tổ chức gặp mặt kỷ niệm 20 năm ngày ra trường và tri ân thầy cô. Trước hết, cho phép em xin được thay mặt toàn thể các bạn cựu học sinh trong khóa gửi tới quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo và toàn thể các bạn lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Kính chúc các thầy cô giáo, các vị đại biểu luôn vui khỏe, bình an. Chúc các bạn sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc. Chúc buổi hội khóa thành công tốt đẹp. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu khách quý và toàn thể các bạn, thời gian thấm thoát thoi đưa, không bao giờ trở lại. Hơn 20 mùa hoa phượng nở, tuổi học trò đã trở thành quá khứ. Nhiều giá trị qua sự băng hoại của dòng thời gian nghiệt ngã đã bị xóa mờ, bào mòn, thậm chí bị hủy hoại, nhưng nghĩa tình thầy trò, tình bằng hữu gắn bó thủy chung từ những ngày gian khó vẫn mãi trường tồn. Hơn 20 năm qua, giữa bộn bề lo toan của cuộc sống mưu sinh, những ký ức tươi đẹp của một thời ngây thơ, vụng dại, lãng mạn đầy say mê, sôi nổi và nhiệt huyết dưới mái trường Phụ Dực chắc chắn sẽ không thể mờ phai trong tâm trí mỗi chúng ta. Chẳng thể nào quên trên chiếc xe đạp cũ
mồ hôi nhễ nhại ướt đầm dưới ánh nắng chói chang của mùa hè. Hay đôi khi với bàn tay lạnh cóng thoáng chút run rẩy với cơn gió thấu da thấu thịt của cái lạnh mùa đông, học sinh ngày ấy đã đến trường học tập rèn đức luyện tài. Không điện thoại di động, tiếp xúc với máy tính là một điều xa xỉ với phần đông học sinh thời ấy. Nhiều bạn phải truyền tay nhau những quyển sách giáo khoa cũ, đôi khi là không đủ bộ, đủ trang từ các anh chị khóa trước. Không ít bạn khó khăn còn phải mượn sách giáo khoa tham khảo về chép lại để học, hay tách đôi tờ giấy đã viết để làm giấy nháp. Chẳng thể nào quên những lá thư tay viết vội, giấu kín trong ngăn bàn mà ngượng ngùng không dám tỏ bày. Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, ngàn năm hồ dễ mấy ai quên. Chẳng thể nào quên những giờ học say mê, những giờ ra chơi rộn rã tiếng cười, những trận đá bóng này nữa, những buổi lao động dọn dẹp sân trường, đào ao mà không thiếu những trò nghịch ngợm, hay lần cắm trại kỷ niệm 30 năm năm tưng bừng, và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào gắn với ngày chia tay bùi ngùi bịn rịn. Và cũng chẳng thể nào quên các thầy cô lúc ấy, ngoài một số có nhà riêng và xe máy, cũng còn sử dụng xe đạp là phương tiện di chuyển chủ yếu và phải ở tạm trong những phòng tập thể chật chội. Vượt lên muôn vàn những khó khăn thiếu thốn của ấy, với tấm lòng say mê, nhiệt huyết của tình yêu nghề và sự kiên trì bền bỉ, các thầy cô đã luôn động viên, khích lệ, tiếp thêm cho chúng em sức mạnh, ý chí, nghị lực và tinh thần vượt khó vươn lên. Để có được những tiết học chất lượng với kiến thức phong phú, phương pháp tư duy khoa học, có phần hình thành bồi dưỡng và nâng cao cho học sinh các kỹ năng cần thiết, hay những buổi ôn tập miễn phí, những tiết học vượt ra ngoài khuôn khổ 45 phút, những bài tập chuyên đề được phát tặng miễn phí, các thầy cô đã phải miệt mài làm việc, thức trắng đêm bên trang giáo án, dành sự ưu tiên đặc biệt về thời gian và tài chính trong nguồn lực vốn rất hạn chế của mình, để dìu dắt, nâng đỡ chúng em trưởng thành. Sự nghiêm khắc chứa đầy tình yêu thương, cùng sự kiên trì dẫn dục và những lời chỉ bảo ân cần của thầy cô đã cảm hóa cả những học sinh dù ngỗ nghịch nhất, giúp chúng em có được định hướng đúng đắn để trở thành người sống có ích, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Và từ sự tận tâm công tiết thời gian, công sức, trí và lực ấy của các thầy, các cô, trong những năm qua, chúng em không chỉ có được một nền tảng kiến thức vững vàng, mà còn có một tâm thế nhập cuộc, chủ động, trách nhiệm để tạo lập nên những giá trị hữu ích cho cuộc sống. Bài học đời đã học được những gì? Có nhắc bóng người đương thời năm cũ, vun sới cơn mơ bằng trái tim ấp ủ, để cây đời có tán lá xum xê. Bóng mắt dừng chân là một chốn quê, nơi ơn tạ là mái trường nuôi lớn. Xin phút tĩnh tâm giữa muôn điều hời hợt, cảm tạ mái trường, ơn nghĩa thầy cô. Các bạn thân mến, hơn 20 năm trước, chúng ta, những cô cậu học trò, từ những người xa lạ đã gặp gỡ, kết thân, rồi song hành cùng nhau suốt những năm tháng đáng nhớ, đáng sống nhất của thời thanh xuân. Quãng đời ấy sẽ mãi là một phần máu thịt tất yếu trong cuộc đời, là hành trang trưởng thành đáng tự hào cho mỗi chúng ta. Dù có ở phương trời nào, làm bất cứ việc gì, ta vẫn luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Bởi chúng ta đều có chung một thời để nhớ, một thời hồn nhiên, vô tư, cháy bỏng những khát khao giữa một khoảng trời công vương đụng thời gian. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, cùng toàn thể các bạn, sự niềm vui mừng, phấn khởi hôm nay trong lòng thầy cô và các bạn không khỏi xen lẫn những phút giây bùi ngùi với niềm tiếc thương vô hạn. Bởi có năm thầy cô đã ra đi mãi mãi, 10 bạn đã vì những lý do khác nhau mà vĩnh viễn không bao giờ trở về họp mặt cùng chúng ta. Trong giờ phút ý nghĩa này, trân trọng kính mời các thầy cô và toàn thể các bạn cùng đứng dậy dành một phút tưởng nhớ các thầy cô và các bạn đã mất. Thank you.
Xin mời các thầy cô và các bạn an toàn. Cô giáo, thưa toàn thể các bạn, hôm nay đây, dưới mái trường thân yêu, chúng em lại được ngắm nhìn dáng hình thân thuộc, vẫn giọng nói ấm áp của thầy cô 20 năm về trước. Ánh mắt trang nghiêm và trìu mến của ngày xưa dẫn dục chúng em vững bước đi lên trong tuổi vào đời. Hơn 20 năm, kể từ ngày chúng em rời mái trường thân yêu, hình ảnh các thầy cô vẫn vẹn nguyên như ngày hôm qua. Để hôm nay đây, chúng em trở lại là những cô cậu học trò bé bỏng, hồn nhiên, ngây thơ, vô tư và kinh nghịch tuổi nào. Chúng em thật may mắn và tự hào được là học trò các thầy, các cô, được học tập và trưởng thành từ mái trường Trung học phổ thông Phụ Dực, một ngôi trường nhân văn và giàu truyền thống của quê hương Quỳnh Phụ anh hùng. Chúng em rất vui mừng trước sự đổi thay và phát triển của nhà trường, với cơ sở vật chất ngày càng được nâng cấp, hoàn thiện. Trường đạt chuẩn quốc gia với đội ngũ các thầy cô giáo trẻ trung, nhiệt huyết, giỏi chuyên môn và chất lượng giáo dục luôn nằm trong top đầu các trường trung học phổ thông công lập của tỉnh Thái Bình. Sự trưởng thành của mỗi chúng em hôm nay, trước hết phải nói đến công lao của các thầy các cô, người đã ươm mầm đặt những viên gạch đầu tiên xây nền móng cuộc đời. Từ thẳm sâu trong tâm cảm của mình, chúng em luôn khắc ghi sự dạy bảo, dẫn dục, quan tâm, nâng đỡ vô điều kiện của các thầy các cô. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra trường của niên khóa 98-2001, chúng em xin được kính cẩn nghiêng mình trước tấm lòng yêu thương bao la cũng như những hy sinh thầm lặng, trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ tạo điều kiện của các thầy các cô. Kính chúc các thầy các cô luôn mạnh khỏe, bình an, trường thọ và hạnh phúc. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, các bạn thân mến, 20 năm, một chặng đường chưa dài nhưng cũng không phải là ngắn, chúng ta gặp lại nhau trong sự bồi hồi xúc động khó diễn tả hết thành lời. Sau hơn 20 năm ra trường, ngày hội khóa với chủ đề mang yêu thương trở về đã trở thành cơ hội, là môi trường để chúng ta không chỉ tìm lại những ký ức tươi đẹp của học trò, mà còn để hiểu nhau hơn, lan tỏa tình yêu thương, sự đoàn kết, kết nối, giúp đỡ, chia sẻ để cùng nhau thành công và tạo lập nên những giá trị hữu ích cho đời. Có ngờ đâu mấy chục mùa hoa gặp nhau đông đủ gần xa mọi miền, 20 năm ấy nào quên, vẫn còn thắm mãi dáng duyên một thời. Cuộc gặp mặt hôm nay chắc chắn sẽ làm khăng khít gắn bó thêm tình thầy nghĩa bạn. Mong các bạn sẽ lan tỏa hơn nữa tình cảm keo sơn thắm thiết này, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành thắng lợi những kế hoạch mục tiêu đề ra, tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa khẳng định mình, tạo lập giá trị, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, cũng như làm giàu thêm cho truyền thống của nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, kính thưa các vị đại biểu khách quý, các bạn thân mến, ngày hội khóa hôm nay thành công là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí của tất cả các bạn cựu học sinh khóa 98-201, là sự nhiệt tình, trách nhiệm của các bạn trong ban tổ chức, sự ủng hộ cả về tinh thần và vật chất của tất cả các bạn, đặc biệt là sự tạo điều kiện và giúp đỡ của các thầy cô trong ban giám hiệu nhà trường, công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trường Trung học phổ thông Phụ Dực. Hơn thế là sự hiện diện nghĩa tình của các thầy giáo, cô giáo, không kể tuổi tác, không quản đường xa, đã về động viên, góp phần cho ngày hội khóa của chúng em thành công. Thay mặt ban tổ chức hội khóa, chúng em xin chân thành cảm ơn những tình cảm quý báu mà các thầy, các cô đã dành cho chúng em. Kính chúc quý thầy cô và các bạn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc và có thật nhiều thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn. Hội khóa vào ngày thương đứng ở trên sân khấu thì rất gần các thầy các cô, cho nên là có nghe các thầy các cô tâm sự như thế này. Niên khóa 1998-2001 chúng nó vẫn như 20 năm về trước, cứ ngồi vào trong lớp là nói chuyện rào. Hôm nay mà có sổ đầu bài thì kiểu gì cũng tốn vài chục anh vào trong sổ. Các bạn có đồng ý không?
cũng vì một điều kiện nữa là hôm nay trời mưa cho nên là khu vực sân khấu của chúng ta cũng hơi ồn. Mong các bạn dù có tâm sự chúng ta sẽ trao đổi với nhau thật là nhỏ nhẹ thôi, để chúng ta sẽ có nhiều thời gian lắng nghe hơn những lời tâm sự của các thầy, của các bạn gửi tới chúng ta trong ngày hội khóa ý nghĩa hôm nay. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, có ai đó đã ví thầy cô như người lái đò, còn học sinh là những khách sang sông. Khách qua sông rồi, người chèo đò vẫn miệt mài đưa bao thế hệ cập bến bờ tri thức. Và hôm nay, những khách sang sông năm xưa trở lại thăm bến đò, thăm những người chèo đò lặng lẽ. Trong giờ phút này, chắc hẳn các bạn rất muốn nghe những lời khuyên nhủ, động viên ân cần của các thầy cô, những người đã dìu dắt và nâng cánh ước mơ cho chúng mình trong những tháng năm được học tập dưới mái trường. Em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo ưu tú thầy Nguyễn Đức Hòe, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường, thay mặt cho các thầy cô đã từng dìu dắt chúng em niên khóa 1998-2001 lên phát biểu tâm sự với chúng em. Xin được trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các thầy các cô, thưa toàn thể các em học sinh thân mến, hôm nay các em cựu học sinh khóa 1998-2000 tổ chức kỷ niệm 20 năm xa trường, được các em mời về dự ngày vui đầy ý nghĩa. Trước hết thay mặt các thầy cô về dự và nhân danh cá nhân đã gần 30 năm gắn bó với mái trường Trung học phổ thông Vũ Đức thân yêu, trong đó gần 18 năm giữ cương vị hiệu trưởng, bí thư chi bộ nhà trường, xin gửi tới toàn thể các thầy các cô và các em lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và chúc cho ngày vui của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Thưa các thầy các cô và toàn thể các em, trường Trung học phổ thông Vũ Đức thân yêu của chúng ta sắp bước sang tuổi 58. Cái tuổi tuy chưa già, song cũng đã hơn 1/2 thế kỷ, cũng đủ để khẳng định cho sự phát triển và trưởng thành của một ngôi trường trung học phổ thông. Có thể khẳng định hơn 50 năm qua, nhà trường Trung học phổ thông Vũ Đức đã không ngừng phát triển và trưởng thành. Các mốc son lịch sử 30 năm, 40 năm, 50 năm và gần đây là 55 năm đã viết lên những trang sử vẻ vang của nhà trường. Những dấu ấn kỷ niệm không thể nào quên của thầy và trò qua các thế hệ đã biết đoàn kết, quyết tâm phấn đấu xây dựng ngôi trường Trung học phổ thông Vũ Đức thực sự trưởng thành và phát triển. Từ buổi đầu mới thành lập tháng 8 năm 1965, nhà trường mới chỉ có 4 lớp, gần 20 cán bộ giáo viên và 204 học sinh. Trong những năm gần đây và hiện nay, nhà trường luôn ổn định và giữ vững ở cái quy mô 40 lớp trên 40 lớp với gần 2.000 học sinh và trên 100 cán bộ giáo viên. Chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được giữ vững và phát triển, xứng đáng là trường chuẩn quốc gia đầu tiên của cả nước và đã 2 lần đạt chuẩn quốc gia. Nhà trường nằm trong top dẫn đầu các trường trung học phổ thông của toàn tỉnh Thái Bình về chất lượng học sinh khá giỏi và học sinh thi đỗ vào các trường đại học. Và có nhiều năm, nhà trường có trong danh sách 200 trường trung học phổ thông của cả nước có điểm thi đỗ đại học cao nhất. Về cơ sở vật chất của nhà trường, dù phải di chuyển qua nhiều địa điểm khác nhau, khó khăn thử thách vô cùng lớn, song được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, mà đặc biệt là Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, của Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, Đảng bộ và nhân dân các xã An Dục, An Quý, An Bài đã đùm bọc, chở che, quan tâm nhiều về cơ sở vật chất, động viên nhiều về tinh thần để nhà trường yên tâm xây dựng và phát triển như hôm nay. Với sự đoàn kết và quyết tâm của tập thể các thầy cô giáo, của học trò qua các thế hệ,
sự ủng hộ đầy nhiệt tình và trách nhiệm của hội cha mẹ học sinh. Đến nay, cơ sở vật chất của nhà trường khang trang và đẹp đẽ. Nhà trường đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng Nhà nước, huân chương các loại, cờ bằng khen của Thủ tướng, của Bộ Giáo dục Đào tạo, của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình. Thành tích mà nhà trường đã đạt được hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành là vô cùng to lớn, rất đáng tự hào, đáng được trân trọng. Và sự trân trọng đó chúng ta sẽ tiếp tục phải phát huy. Thành tích đó chỉ có giá trị khi nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh biết dùng nó làm điểm tựa để phát huy và tiếp tục phát triển cho nhà trường đi lên. Để tạo nên thành tích vẻ vang của nhà trường, vai trò quan trọng là các thế hệ học sinh, các em học sinh khóa 1998-2001 cũng đóng góp vai trò rất to lớn để tạo nên thành tích của nhà trường. Qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành, tốt nghiệp trung học phổ thông, ra trường, nhiều em thi đỗ vào các trường cao đẳng, đại học. Sau khi tốt nghiệp đại học, các em đã tung bay đi khắp mọi miền của Tổ quốc để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân. Rất nhiều học sinh trong các khóa đã trưởng thành và được Đảng, Nhà nước giao những nhiệm vụ rất quan trọng. Có nhiều học sinh đã phấn đấu trở thành phó giáo sư, tiến sĩ và các sĩ quan trung cao cấp trong lực lượng vũ trang, quân đội và công an. Nhiều em đã trở thành những doanh nhân, giám đốc doanh nghiệp giỏi. Chắc chắn trong số nhiều học sinh thành đạt của nhà trường có các em học sinh khóa 1998-2001. Một số học sinh do hoàn cảnh gia đình, bản thân không thể tiếp tục học lên, đã trụ tại quê nhà và phấn đấu trở thành những công dân tốt, những cán bộ cơ sở giỏi, phục vụ quê hương, góp phần làm giàu cho Tổ quốc. Kính thưa các thầy, các cô và toàn thể các em, nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của một nhà trường là vai trò của các thầy cô giáo và các em học sinh. Thầy giỏi sẽ có học trò giỏi. Mái trường trung học phổ thông Phụng Hiệp thân yêu của chúng ta đã đào tạo bồi dưỡng rất nhiều thầy cô dạy giỏi, cán bộ quản lý giỏi. Nhiều thầy cô đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, nhà giáo ưu tú, chiến sĩ thi đua, giáo viên giỏi các cấp và trở thành những cán bộ quản lý giỏi. Hầu hết các thầy cô quản lý và giảng dạy các em học sinh khóa 1998-2001 nay đã nghỉ hưu. Tuổi đã cao, sức khỏe yếu dần, nhận lời mời rất nhiệt tình và kính trọng của các em trong ban đại diện cựu học sinh khóa 1998-2001. Hôm nay các thầy cô đã về dự ngày vui khá đông đủ. Các thầy vẫn khỏe, vẫn vui và vẫn lạc quan. Tôi đề nghị chúng ta cảm ơn các thầy cô giáo đã về dự rất đông đủ trong ngày vui hôm nay. Thưa các thầy cô, tôn sư trọng đạo vốn là truyền thống vô cùng tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, một dân tộc có hàng ngàn năm văn hiến. Người thầy được ví như con ong hút vị để truyền cho muôn đời mật ngọt. Trong suốt quãng đời công tác trong ngành giáo dục, các thế hệ nhà giáo luôn luôn ý thức đầy đủ về vai trò trách nhiệm của người thầy đối với các em học sinh thân yêu. Có dù cuộc sống nhà giáo có lúc gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt những năm của thời kỳ bao cấp, những thế hệ nhà giáo, trong đó có các thầy cô giáo về dự ngày vui hôm nay, vẫn kiên định với vai trò trách nhiệm cao, giữ vững phẩm chất đạo đức nhà giáo, luôn là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các thầy cô của trường trung học phổ thông Phụng Hiệp hôm nay đã nghỉ hưu, đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử để rồi. Có nhiều học sinh trưởng thành sau khi xa trường vẫn luôn nhớ về mái trường trung học phổ thông Phụng Hiệp thân yêu, nhớ thầy cô, nhớ bạn bè cùng học. Và hôm nay, sau 20 năm xa trường, các em của học sinh khóa 1998-2001 tổ chức buổi gặp mặt giao lưu truyền thống đầy ý nghĩa và rất thành công. Xin cảm ơn các em học sinh
khóa 1998-2001. Các em đã tâm huyết mang nặng tình cảm thầy trò tổ chức thành công ngày hôm nay. Trước hết, các em về dự khá đông đủ. Thứ hai, em chuẩn bị cho ngày vui này rất chu đáo, trách nhiệm. Các em mời được rất nhiều thầy cô giáo về dự hôm nay. Thứ ba, các em trong ban tổ chức cũng đã tổ chức chuẩn bị tốt nội dung chương trình để cho buổi gặp mặt chúng ta hôm nay thành công. Thầy rất phấn khởi, hai học sinh của trò là dẫn chương trình trong ngày vui hôm nay cũng không kém gì những em xin của cấp trung ương. Xin kính chúc các thầy cô và toàn thể các em mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều niềm vui, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin gặp lại nhau trong dịp kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường. Xin trân trọng cảm ơn. Được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới những lời tâm sự thật mộc mạc nhưng rất sâu sắc và ý nghĩa của nhà giáo ưu tú thầy Nguyễn Đức Hòe, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Và em xin được kính chúc thầy và gia đình luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, sau 20 năm trở lại, mặc dù chúng em cũng đã trải qua rất nhiều mái trường, nhưng mà hôm nay được thầy giáo hiệu trưởng khen trước mặt các thầy cô và các bạn như thế này, chúng em vẫn cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Như 20 năm trước chúng em được biểu dương dưới cờ đấy ạ. Các bạn cùng nồng một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng chúng ta nào. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, thưa các bạn, đến dự buổi gặp mặt hội khóa 20 năm mang yêu thương trở về của khóa chúng mình hôm nay, chúng ta rất phấn khởi được đón các thầy giáo, cô giáo cũ và cũng rất phấn khởi được đón các thầy, các cô trong ban giám hiệu nhà trường đương nhiệm. Em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Trần Duy Sử, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phủ Dực lên phát biểu ý kiến cùng khóa chúng em. Xin trân trọng giới thiệu và kính mời thầy. Kính thưa nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Hòe, nhà giáo ưu tú Nguyễn Quang Hoàn, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo trong ban lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà trường cùng toàn thể các thầy, cô giáo, cán bộ, nhân viên đã và đang công tác tại trường Trung học phổ thông Phù Dực. Thưa toàn thể các anh chị học sinh khóa 1998-2001. Hôm nay, trong không khí học sinh cả nước đang chuẩn bị bước vào năm học mới, trường Trung học phổ thông Phù Dực vui mừng chào đón hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các anh chị cựu học sinh khóa 1998-2001 trở về thăm trường tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường. Lời đầu tiên, thay mặt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác và học tập tại trường, trân trọng gửi tới quý thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên và các anh chị cựu học sinh khóa 1998-2001 lời chào mừng nồng nhiệt, lời chúc tốt đẹp nhất, chúc buổi kỷ niệm 20 năm ra trường của các anh chị cựu học sinh thành công tốt đẹp. Kính thưa quý thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh, về dự buổi kỷ niệm hôm nay được gặp lại đồng nghiệp các thế hệ, chào đón một khóa học sau 20 năm trở về trường, chứng kiến sự trưởng thành của các anh chị cựu học sinh khóa 1998-2001 qua tiếp xúc trực tiếp, qua quan sát niềm vui mừng trong ánh mắt, nụ cười, tiếng reo hò của các anh chị cựu học sinh trên mọi miền đất nước trở về gặp lại nhau, qua diễn văn kỷ niệm 20 năm ra trường, qua sự chuẩn bị công phu chu đáo của các anh chị cựu học sinh khóa 1998-2001 với cương vị là hiệu trưởng nhà trường giai đoạn hiện tại, tôi thật sự cảm động và tự hào. Có lẽ chính các anh chị cựu học sinh
những người học trò một thời của nhà trường cùng chung sức chung lòng tổ chức buổi kỷ niệm hôm nay cũng không thể thấy hết được ý nghĩa thật lớn lao của buổi gặp mặt này. Với các anh chị, đó là niềm vui sau 20 năm gặp lại, để rồi tăng cường kết nối, học hỏi và giúp đỡ nhau tiến bộ hơn nữa trên chặng đường tiếp theo. Với các thầy cô giáo đã từng dạy dỗ các anh chị trưởng thành, đó là niềm tự hào. Một ngày vui có lý do trở lại thăm trường, gặp gỡ đồng nghiệp, sống vui khỏe, tiếp tục đóng góp công sức xây dựng nhà trường, quê hương. Với học sinh đang học tập tại trường, đó là bài học quý báu về truyền thống uống nước nhớ nguồn, lòng tôn sư trọng đạo để tiếp tục thi đua học tốt. Với cán bộ giáo viên, nhân viên đang công tác tại trường, đó là niềm động viên khích lệ thi đua dạy tốt, công tác tốt. Thay mặt nhà trường, không biết nói gì hơn lời cảm ơn sâu sắc các anh chị cựu học sinh khóa 1998-2001. Kính thưa quý thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên cùng toàn thể các anh chị cựu học sinh. Trong niềm vui của buổi gặp mặt hôm nay, tiếp lời phát biểu của nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Hòe, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng nhà trường, cho phép tôi được thông báo thêm về tình hình nhà trường trong giai đoạn hiện nay. Quy mô hiện nay, nhà trường gồm 42 lớp với tổng số gần 2.000 cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dạy học luôn được quan tâm cải tạo, được sự quan tâm đặc biệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện tại nhà trường đang được đầu tư xây dựng dãy nhà học 4 tầng với 24 phòng học, thay thế cho dãy nhà A đã xuống cấp bằng nguồn ngân sách của nhà nước và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 11 năm 2022. Về kết quả các mặt hoạt động, nhà trường luôn nằm trong top đầu và đã có những năm dẫn đầu toàn tỉnh. Nhà trường liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và tiên tiến xuất sắc, nhận bằng khen của các cấp lãnh đạo, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo. Đặc biệt, năm 2020 nhận bằng khen 5 năm tiên tiến điển hình giai đoạn 2015-2020 và được Hội đồng thi đua ngành giáo dục Thái Bình lựa chọn đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 17. Trong giai đoạn tới, thực hiện nghị quyết 29 Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đặc biệt là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Mục tiêu của nhà trường là phấn đấu trở thành trường có chất lượng cao, địa chỉ tin cậy của con em nhân dân huyện nhà. Thay mặt nhà trường, xin trân trọng cảm ơn các nhà giáo, cán bộ nhân viên và các anh chị cựu học sinh các thế hệ nói chung, cựu học sinh khóa 1998-2001 nói riêng, trong thời gian qua đã luôn đồng hành, ủng hộ nhà trường, không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần để nhà trường luôn ổn định, phát triển như ngày hôm nay. Rất mong trong những năm tới sẽ tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của các thế hệ cán bộ giáo viên, nhân viên và cựu học sinh để nhà trường hoàn thành mục tiêu nêu trên, đặc biệt cùng chung sức chung lòng hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường 1965-2025 sẽ tổ chức vào năm 2025. Trước khi ngừng lời, một lần nữa xin cảm ơn khóa học 1998-2001 đã tổ chức buổi kỷ niệm đầy ý nghĩa và vui vẻ hôm nay. Kính chúc quý thầy cô giáo, cán bộ nhân viên và các anh chị cựu học sinh 1998-2001 mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Nhưng ai cũng bồi hồi, xúc động khi gặp lại bạn cũ trường xưa.
Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, hôm nay dù gặp lại không đủ 100% các bạn học sinh của 13 lớp niên khóa 1998-2001, nhưng ai cũng nhớ đến những bạn bè mình đang ở phương xa vì nhiều lý do khác nhau mà không trở về hội ngộ. Và chắc hẳn mỗi người đều có những nỗi niềm tâm sự muốn nói lên những suy nghĩ của mình trong buổi gặp mặt ý nghĩa hôm nay. Vâng, xin mời quý thầy cô cùng tất cả các bạn cùng hướng lên sân khấu để cùng lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm sự của các bạn ở xa đã không về tham dự được ngày hôm nay qua clip Lời Nhắn Gửi Yêu Thương. Xin trân trọng kính mời. Năm 2001, biết bao mùa hè đến rồi lại qua đi, nhớ thầy cô, mái trường, bạn bè một thời bên nhau. Mình là Hoài A Chín, hiện đang ở Macau, xa quê ngày tự trường. Mình không về được, mình xin gửi tới thầy cô và các bạn lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc, niềm vui và thành đạt trong cuộc sống. Xin chào tất cả mọi người, quý vị cũng được năm được. Có thể một số bạn xin nhận mình, nhưng mà những trước các bạn đã đến quý vị năm được, xin lỗi thì họ cũng có thể các bạn nghe nhận một nhóm học sinh và chúng sống học sinh xuống cái đội mình thì trong đối có thể là các bạn mình hiện tại đang sinh sống làm việc ở Thụy Điển, có sự giáo dục tốt từ trường tự do, mình có cơ hội được sang Thụy Điển học sĩ, sau đó thì là trở thành tiến sĩ về công nghệ thông tin. Hiện tại thì mình đang là kỹ sư phần chuyên nghiệp tập đoàn và những vị trí cơ quan mà đi ra thì được Stockholm. Và hôm nay thì rất là tốt, trong phần đội lý thì mình không bị về tham dự cùng mọi người được. Nhưng cũng sẽ quay video này thì lời đầu tiên em xin gửi lời chúc tốt toàn thể của thầy cô cho nên hát hiệu chúc thầy cô lỗi yêu và đặc biệt là những cô giáo chủ nhiệm em cô bạn Minh Hưng và cô trần là lời chúc sức khỏe hạnh phúc và được nhanh nhất ạ. Và mình sẽ gửi lời chào tới toàn thể các bạn cùng quán và đặc biệt là ủy ban nhân dân bạn nhất ông được cũng nhờ được cùng mình chia sẻ những thông tin rực rỡ và cho đến tận bây giờ là bạn không nhớ đang kỷ niệm thời cấp ba với mình và vẫn như là đi quân. Ngày cuối cùng, ta chúc thầy cô, xin chúc các bạn có một buổi lễ đạt được vui vẻ, để mến, để vững, hy vọng được gặp lại mọi người không xa. Con xin mời em. Em xin chào toàn thể các thầy cô cùng toàn thể các bạn. Em là Trần Vũ, sinh lớp 37. Em hiện tại đang công tác trên tàu Viễn Dương nên không về được nhân dịp 20 năm kỷ niệm ra trường. Một cảm giác thật là bồi hồi, xao xuyến, nhớ về trường xưa lớp cũ. Em xin kính chúc cho buổi gặp mặt được thành công rực rỡ và chúc cho toàn thể các thầy cô, toàn thể các bạn thật là nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Em xin chào quý thầy cô và tất cả các bạn đồng học trường trung học phổ thông Phụng Dực niên khóa 1998-2001. Em xin tự giới thiệu, em là Đinh Chí Mạnh, học sinh lớp A4. Hiện nay em đang là giáo viên công tác tại Huế. Hôm nay nhân dịp hội ngộ của thầy và trò trường trung học phổ thông Phụng Dực niên khóa 1998-2001. Em xin mạn phép đại diện cho các bạn không đủ điều kiện tham dự cuộc hội ngộ này gửi tới quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc các bạn đồng học và gia đình an khang, thành đạt. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thầy cô cùng các bạn. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn có thấy không, chúng mình là những người thật hạnh phúc vì hôm nay chúng ta đã trở về, chúng ta đã mang yêu thương trở về và chúng ta đã cảm nhận được tình yêu thương của các thầy cô giáo dành cho mình, cảm nhận được tình bạn bè dành cho nhau. Các bạn ở xa không về được, thật là một thiệt thòi. Nhưng không sao, chúng ta sẽ còn có rất nhiều lần hội ngộ và hy vọng những lần hội ngộ sau chúng ta sẽ được gặp lại đông đủ hơn. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa các bạn, hơn 20 năm trôi qua, hôm nay trở lại, đi trên đường xưa lối cũ cùng những người bạn cũ, nhớ về kỷ niệm xưa, tất cả chúng mình chắc hẳn đều dâng lên những cảm xúc hết sức đặc biệt. Nhớ nhớ, quên quên, bâng khuâng và tiếc nuối.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cùng những lo toan tất bật của cuộc sống mưu sinh. Có khi nào bạn nhớ về trường xưa, lớp cũ để thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, thanh thản như nét hồn nhiên thơ ngây ngày nào của những tháng năm học trò lưu luyến ấy. Nối tiếp chương trình, kính mời các thầy giáo, cô giáo và các bạn cùng lắng nghe bài hát Con đường đến trường, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Đăng Khương với phần biểu diễn của người bạn dẫn Hồng Nhung lớp A3. Thank you.
cảm ơn Hồng Nhung với một bài hát rất ý nghĩa về mái trường của thầy cô, bài Con Đường Đến Trường. Và Hồng Nhung thì các bạn đã biết rồi, ở khóa chúng mình là một cây văn nghệ, và mình biết là có rất nhiều fan hâm mộ của Hồng Nhung. Hôm nay thì bạn nào chưa kịp nói lời tâm sự của 20 năm về trước, chúng ta sẽ dành thời gian để kết nối với Hồng Nhung. Và số điện thoại của Hồng Nhung chính là số điện thoại của chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Trèo nghe vọng sông xa, êm êm như tiếng của bà năm xưa. Hẳn trong những năm tháng chúng ta cùng học tại Trung học Phổ thông Phủ Dực, đã có một lần chúng ta được nghe tiếng thơ của thầy giáo Phạm Văn Nang. Và rất phấn khởi, hôm nay chúng ta tổ chức hội khóa, nhà giáo Phạm Văn Nang đã trở về, thầy vẫn vô cùng khỏe mạnh và phong độ. Kính thưa thầy, và thể theo nguyện vọng của rất rất nhiều bạn, chúng em rất muốn được thầy tặng các thầy cô, các vị đại biểu và chúng em một bài thơ thật ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nồng một tràng pháo tay thật lớn chào đón nhà giáo Phạm Văn Nang. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh thân mến, lời đầu tiên cho phép tôi được gửi lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các thầy cô và các em học sinh. Có lẽ nhiều em học sinh muốn biết về sức khỏe, hoàn cảnh và gia đình của thầy. Thầy xin giới thiệu nhanh. Các em ra trường năm 2011 thì thầy cũng tạm biệt trường Phụ Dực 2002, và sau đó thầy về làm hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Bán Công Trần Hưng Đạo, ngày nay là trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo. Và từ đó đến nay, hiện nay thầy vẫn là Chủ tịch Hội đồng trường. Hết. Thầy cũng thông báo tin vui với khóa của các em. Có hai bạn hiện đang công tác ở trường, đó là bạn Vũ Ba Học và bạn Nguyễn Hồng Nhung. Bạn Vũ Ba Học, trong đại hội cách đây 2 tuần thì đã đề bạt bạn Học lên hiệu trưởng thay thầy khóa 22. Và bạn Hồng Nhung là Chủ tịch Công đoàn liên tục 10 năm nay. Hiện năm nay thầy bằng tuổi thầy Hòe, hai thầy năm nay là tròn 74 tuổi. Thầy có 10 con, 16 cháu và 3 cháu. Nếu mà nói về con cái và cháu chắt thì có lẽ là thầy là người giàu nhất. Và sau đây thầy gửi tặng các em bài thơ. Bài thơ này không phải bài thơ của thầy, mà bài thơ của thầy Đỗ Trọng Thấn, thầy hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Bài thơ này thầy Thấn viết cũng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường, và cách đây 37 năm. Có lẽ trong học sinh, các thế hệ học sinh của nhà trường thì duy nhất có thầy Phạm Văn Nang là nhớ bài thơ đó. Thầy xin đọc. Hai mươi năm thời gian là hữu hạn, mà sự đổi thay là vô hạn, phải không em? 20 năm ta lại trở về khu vườn cũ, mùa thu đang độ chín, gặp lại nhau lòng càng bịt dịt, càng ngỡ ngàng về những đổi thay. 20 năm không tính tháng tính ngày, em hãy tính những thăng trầm vất vả. Từ buổi sơ sinh áo vá chẳng lành, thiếu thốn trăm bề hầm đất nhà tranh, ngày giáp hạt khi đông về sẽ lạnh, càng thương em chân đất đầu trần. Và còn đấy nữa của các em, những tối hành quân, những đêm cắm trại, vượt đỏ néo ta về đồng tiến,
nổi gió miền Nam hội trại đất An Vinh. Chúng ta sinh ra trong chiến tranh và tất cả chúng ta thành chiến sĩ. Từ An Dục sơ tán về An Quý, ta lại về cầu hạ ven sông. Ra đi lòng chẳng vẹn lòng, an bài quê cũ thủy chung ta về. 20 năm 20 thế hệ nối tiếp nhau như một dòng sông, chờ đặng phù sa bồi thêm bến bãi cho thân xác đi về ngô lúa thêm ông. Chào các em những cánh chim hồng đang đang bồng đi về trăm ngả, đi tới vùng than đến miền đất lạ, đón gió biên thùy hay tắm nắng đảo xa. Chào các em bám trụ tại quê nhà, thức cánh đồng gần gọi cánh đồng xa, cùng lúa thâm canh hai sương một nắng. Thời gian qua chỉ còn lắng đọng lối to toan chăn trở đầy mầm xanh. Chào các chị các anh những người đồng chí đã bao tháng ngày chờ chăn bền bỉ mà hôm nay tóc đã điểm xương, cùng mái đầu xanh ngày đêm suy nghĩ vì tương lai chăm chút cây vườn. Muốn sang thì phải bác cầu, con ngoan trò giỏi chỉ đâu riêng thầy. Cảm ơn cha mẹ nghĩa dày, nuôi con vất vả sớm ngày vì con. 20 năm thời gian là hiếu hạn, mà sự đổi thay là vô hạn, phải không em? Sông Phúc Huy chung vừa lạ vừa quen, thầy biết rõ có thầy cô và các em vắng mặt vì đã đi xa mãi mãi chẳng về. Đừng buồn em ơi, đừng rơi nước mắt, có hạnh phúc nào chẳng mất mát đau thương. 20 năm trở lại thiên trường, trở lại thăm trường, lại được gặp thầy gặp bạn, lòng ta thêm sáng, trí thêm bền. Và em ơi, mãi mãi đừng quên ngôi trường cũ, nơi hội tụ cũng là nơi xuất phát. Muối mặn muối 3 năm còn mặn, trường xưa thầy cũ vẫn còn đây. Xin hẹn mùa sau ngày hội lớn, trường cao lồng lộng bóng thêm cao. Thì đây, hôm nay trở về hội ngộ, không chỉ chúng em xúc động mà chắc chắn các thầy các cô cũng rất xúc động. Bởi vì những hàng ghế vơi đi rồi hàng ghế lại đầy, thầy không nhớ đã bao nhiêu thế hệ. Ánh mắt trẻ lúc nào cũng trẻ, ngước nhìn thầy như một người cha. Và hôm nay những đứa con từ các phương xa cùng trở về đây kính chúc sức khỏe những người cha, người mẹ, những người đã chăm cách ước mơ để chúng em được trưởng thành như hôm nay. Và để tỏ lòng kính trọng tri ân thầy cô, sau đây em xin kính mời các thầy, các cô và các bạn cùng lắng nghe bài hát Người Thầy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy với phần biểu diễn của bạn Phương Thảo lớp A1. Chúng ta cùng nộp một tràng pháo tay thật lớn để chào đón Phương Thảo. Thank you.
Dáng thầy năm nào trường xưa vẫn nét ngày nào, và đây vẫn dáng thầy cao cao gầy. Khúc sông ấy vẫn còn đây, thầy đưa tiếp những đò đầy qua sông. Xin được cảm ơn Phương Thảo với những giai điệu tri ân thầy cô. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa tất cả các bạn, trong buổi gặp mặt hội khóa ngày hôm nay, chúng em cựu học sinh khóa 1998-2001 xin được bày tỏ tình cảm biết ơn sâu sắc, chân thành tới các bác thầy cô. Nhân dịp này, chúng em xin kính tặng các thầy cô những bó hoa tươi thắm và món quà nhỏ làm kỷ niệm. Em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các thầy cô nguyên là ban giám hiệu niên khóa 1998-2001 và các thầy cô giáo trong ban giám hiệu đương nhiệm của nhà trường lên sân khấu nhận hoa và quà lưu niệm của khóa. Em xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhà giáo ưu tú Nguyễn Đức Hòe, nguyên bí thư chi bộ, nguyên hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phủ Dực. Em xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Văn Nang, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng kính mời cô Vũ Thị Dương, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú thầy Nguyễn Quang Hoàn, nguyên hiệu trưởng trường phổ thông Trung học Phủ Dực. Thầy Vũ Khắc Nhượng, nguyên phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phủ Dực. Em xin kính mời cô Nguyễn Thị Nguyên, nguyên phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng kính mời nhà giáo Trần Duy Sử, bí thư đảng bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phủ Dực. Em xin trân trọng kính mời cô Bùi Thị Thanh Tâm, phó hiệu trưởng nhà trường. Em xin trân trọng kính mời thầy Nguyễn Giang Nam, phó hiệu trưởng nhà trường. Xin mời bạn Nguyễn Văn Dũng, lớp A1 và bạn Lương Vân Nga, lớp A2, đại diện khóa lên tặng hoa, quà tri ân cho các thầy cô. Xin mời bạn. Qua bao tháng chặng đường xa, nhớ phút chia tay từ năm ấy, như cánh chim bay ta lại về thăm những người thân, trong tim vẫn vương tình bạn xưa, ký ức xa xưa còn đánh mãi, cho đến hôm nay lại tới trường. Mãi trường xưa bao tháng
sức khỏe thầy cô. Em xin kính mời các thầy cô và các bạn chúng mình sẽ cùng đứng luôn về phía này để chụp ảnh thật là đẹp ạ. Và ra đi ngày ấy lại mãi chưa xa. Chúng ta cùng nộp một tràng pháo tay thật lớn để lưu lại những hình ảnh thật là ý nghĩa của buổi lễ hôm nay. Chúng em xin được trân trọng cảm ơn các thầy, các cô. Xin được kính chúc các thầy, các cô luôn luôn mạnh khỏe và luôn luôn dõi theo sự trưởng thành của chúng em. Lên sân khấu nhận quà lưu niệm của khóa chúng em. Xin được mời bạn Trần Thị Nhung lớp A3 và bạn Nguyễn Quý Tùy lớp A4 đại diện cho khóa lên đọc hoa, tặng quà, tri ân các thầy cô. Trần Chí Linh, thầy Nguyễn Sơn Đại, thầy Nguyễn Ngọc Hí,
cô Nguyễn Hùng, cô Trần Hồng Liên, thầy Nguyễn Danh Nghị, cô Lại Thị Hiền, cô Lại Thị Ngọc Liễu. Xin mời tất cả các thầy cô lên sân khấu ạ. Xin được mời bạn Đào Trọng Thịnh lớp A8 và bạn Nguyễn Văn Ba lớp A9 đại diện cho các bạn trong khóa lên tặng hoa và tặng quà tri ân các thầy các cô. Xin trân trọng kính mời. Được dịp gặp mặt, hội tụ, tri ân. Cũng có rất nhiều các thầy các cô vì nhiều lý do khác nhau hôm nay đã không trở về hội khóa. Chúng em sẽ trân trọng chuyển các phần quà và những tình cảm lưu niệm của khóa tới các thầy các cô. Chúng em xin được bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới công lao dạy dỗ, dưỡng dục của các thầy các cô. Kính chúc các thầy các cô của gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúng em xin được trân trọng cảm ơn. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các bạn, với tinh thần hướng về trường xưa,
Hội cựu học sinh khóa 1998-2001 có quà tặng lưu niệm dành tặng nhà trường. Em xin trân trọng kính mời thầy giáo Trần Duy Sử, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, cô Bùi Thanh Tâm, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện ban lãnh đạo nhà trường lên nhận quà. Xin mời bạn Vũ Bá Học, lớp A7, trưởng ban tổ chức hội khóa, lên đại diện cho tất cả hội khóa tặng quà ban nhà giáo nhà trường. Ngày xưa mẹ mới đến trường, mẹ đưa đèn nắng. Cảm ơn thầy giáo Trần Duy Sử, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phủ Dừng. Xin được trân trọng cảm ơn cô giáo Bùi Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường, và kính chúc trường ta ngày càng phát triển. Nhân ngày hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày ra trường, với tình cảm tri ân thầy cô, hội học sinh khóa 1998-2001 có món quà nhỏ kính tặng các hội cựu giáo chức của trường. Xin trân trọng kính mời cô Nguyễn Thị Luyên, Chủ tịch Hội cựu giáo chức nhà trường, lên nhận quà. Mình xin được mời bạn Vũ Thúy Trinh, lớp A12, đại diện cho cựu học sinh khóa 98-2001, lên tặng quà Hội cựu giáo chức Trường Trung học Phổ thông Phủ Dừng. Xin mời bạn. Kính thưa các thầy cô, thưa toàn thể các bạn, trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, các anh chị cựu học sinh khóa 1998-2001 cũng dành những tình cảm và món quà nhỏ để khuyến khích, động viên các em học sinh trường phổ thông trung học Phụ Dực đã có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đó là 30 suất học bổng trị giá 6 triệu đồng dành tặng 30 em học sinh vượt khó. Em xin được trân trọng giới thiệu và kính mời thầy giáo Nguyễn Giang Nam, Phó Hiệu trưởng nhà trường, đại diện lãnh đạo nhà trường, lên nhận quà giúp các em học sinh nghèo vượt khó học tập tốt. Và cũng xin được mời bạn Phạm Thị Bích Hồng, lớp A13, đại diện học sinh khóa 98-2001, lên tặng các suất học bổng này dành cho các em. Chúng ta sẽ cùng được một trong các phần lớn để cảm ơn thầy giáo Phạm Nguyễn Giang Nam, và chúng ta sẽ chúc cho các em học sinh nghèo sẽ vượt lên khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Chúng em xin được trân trọng cảm ơn thầy. Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn, trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn học sinh, hơn 50 năm xây dựng và phát triển, biết bao thế hệ học trò đã trưởng thành dưới mái trường phổ thông trung học Phụ Dực như những cánh chim bay về muôn phương, dựng xây quê hương đất nước. Dù cuộc sống tất bật lo toan, song trong khoảng lặng của mỗi tâm hồn đều chất chứa những kỷ niệm một thời hoa phượng đỏ. Để rồi ngày hôm nay khi trở lại trường xưa, những kỷ niệm đó lại sống dậy nguyên vẹn và tươi mới. Vâng, trường tôi vẫn đó, hàng cây vẫn xanh sau bao mùa đổi lá, bầu trời lại trong và rực nắng sau những ngày bão giông. Các thế hệ học trò bỡ ngỡ vào trường, để rồi lại chia tay và lớn khôn thành đạt. Trường tôi vẫn đó, vẫn vững vàng dù phải vượt qua bao nhiêu khó khăn, gian khổ, và vẫn là nơi yêu dấu để lớp lớp học sinh tìm về. Em xin được trân trọng kính mời các thầy, các cô và các bạn, chúng ta sẽ cùng hát vang bài hát Hát về mái trường Phụ Dực thân yêu. Xin mời đội văn nghệ chúng ta sẽ cùng trở lại sân khấu. Đội văn nghệ của khóa mình đâu ạ?
Vâng, xin mời các bạn này, chúng ta đã hát rất nhiều trong những năm tháng cấp 3 và chắc chắn các bạn, các thầy, các cô đều rất là thuộc. Em xin được trân trọng kính mời các thầy, các cô và các bạn, chúng ta sẽ cùng hát vang bài hát về mái trường phù dực mến yêu của chúng ta, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Dần. Mặc dù là công việc rất là bận mải, nhưng trong thời gian qua khóa chúng em vẫn tập văn nghệ. Nhưng mà chúng ta có thể quan sát thấy là trên sân khấu lúc này toàn là nữ thôi ạ. Các bạn nam đâu rồi? Cùng lên sân khấu nào. Các bạn có thể làm nền với chúng tớ, các bạn có thể vỗ tay cho chúng tớ để bài hát này thật là hay. Xin mời các bạn cùng lên sân khấu. Hôm nay đã trở về.
hôm nay chúng em xin được trân trọng kính mời các thầy, các cô và các bạn cùng tham dự một bữa tiệc liên hoan thân mật để chúng ta có dịp, nhiều dịp hơn chia sẻ những tâm sự sâu hơn. Ấy nhìn về phương xa, dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà. La 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 la, đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lê thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cũng là điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không. Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi 10 nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ cười xuân ơi. Đã bay xa rồi, thời thanh xuân tươi nồng của tôi, phải sống hạnh phúc nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta. Những tháng ngày sau đó cũng phải cười thật tươi, còn nhớ hay không những nụ cười đẹp nhất đời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi. Vàng chạy dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong suốt ngôi trường này.
chiều đi trên con đường này, hoa điệp vàng trải dưới chân tôi, ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi, đường về trường ôi sao lạ quá. Một lần đi qua con đường này, bao kỷ niệm chợt sống trong tôi, về lại trong sân ngôi trường này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ, nhớ những ngày nơi đây, cùng bạn bè sống dưới mái trường. Bao nhiêu vui buồn nào ai hay,
biết từng lớp học buồn giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi, tạm biệt. Mai là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên tôi. Xin chào tạm biệt rồi, tạm biệt. Tạm biệt nhé nơi này, bye bye. Khi về rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi, mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời. Lang thang đi trên sân trường vắng, chắc cánh phong hồng còn vương nơi này. Tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, tạm biệt. Lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi. Nhé nơi này, bye bye. Qua đi như giấc mơ, thời học sinh giáo yêu, để tôi ngu ngơ vẫn thương nhớ. Tìm lại một hình bóng ngày nào vẫn trông vẫn ngóng giờ đâu. Oh, 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 oh. Dân trường giờ không một bóng, còn hàng ghế vào tôi một mình lẻ loi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Lang thang đi trên sân trường, chân anh vẫn hờn vương nơi. Tạm biết từng lớp học buồn giật chia tay rồi. Cho tôi yêu thêm nơi này một chút thôi để tôi nhớ. Mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tan trường, mãi là người bạn thân nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Xa rồi bạn đừng quên tôi.